nè, ta đã hoàn thành được viên ngọc tối thượng của ta rồi. Ơ nhưng mà người ta còn thiếu một cái gì đó đó. Ây da, ủa cái viên ngọc gì nhìn đẹp quá vậy? Chắc mình sẽ cầm cái viên ngọc về trang trí nhà của mình mới được. À đi vô đi vô đi vô đi vô. Ủa đây rồi, lấy nó thôi. Trời ơi viên ngọc đẹp quá à. Được rồi, ta đi về thôi. Ê, viên ngọc của ta đâu rồi? Bọn chúng đâu rồi? Ê, có hai đứa trẻ ở dưới. Hình như là bọn chúng đã lấy của mình. Tụi bay dám lấy đồ của tao hả? Được rồi, tao sẽ nguyền rủa tụi bay. Ashabakarabra Ojilomoto. Đi chơi thôi Giác ơi, chơi đó. Ôi, cơ thể tôi bị gì vậy? Đây rồi, mình kiếm được cái chỗ trang trí rồi nè. Mình sẽ bỏ cái viên ngọc này lên trên đây. Trời ơi, quá là đẹp luôn các bạn ơi. Sáng giờ đi chơi mà mình cũng lấy được một món đồ về nhà trang trí à. Trời, cái cây rìu này trang trí bữa giờ ở nhà riết. Nhìn xấu quá, giờ có viên ngọc trên đó nè. Ôi, đúng đẹp luôn á. Ôi, đi xuống kiếm gì đó ăn thôi. Ê, ủa, nghe tiếng chuông điện thoại à. Hình như có người gọi tới, để mình nghe máy tới coi. Alo, ai gọi vậy? Alo, hai chị hả? Nam ơi, nghe ai, ủa, có vụ gì vậy? Trời, dạ này em có gặp hai tô gà với Giác không? Ủa, tô gà với Giác à? Không có, sáng giờ tôi đi chơi tôi đâu có gặp đâu. Trời ơi, tô gà với Giác bị cái gì á, kỳ lạ lắm coi chừng nha. Vậy, bị cái gì đó kỳ lạ? Ê, nhưng mà gì? Nghe này, nếu như mà con có gặp mấy ổng á, đừng có mở cửa cho mấy ổng nha, mấy ổng đáng sợ lắm á. Ủa, đáng sợ là sao vậy? Biết rồi. Ủa, dẫu gì à, tự nhiên tô gà với Giác đáng sợ là sao bạn? Ủa, nghe tiếng ai bấm chuông vậy ông? Lẽ tô gà với Giác Nabi nó đừng mở cửa. Ủa, có thấy ai ở ngoài đâu ta? Có thấy ai ở ngoài đây đâu? Giờ này buổi tối ai cho bấm chuông vậy ta? Ê, cái gì bên kia vậy? Ê, tao đóng cửa vô coi. Cái gì kìa bạn ơi? Cái mặt của Giác kìa. Cái gì ở ngoài đó vậy? Ê, cái tí gì mà tí ghê quá vậy các bạn? Dù gì à? Ê, à? Sao mày nó thấy được ơi? Sao nó tối thui vậy? Cái âm thanh ở đâu ra vậy? Ôi, tiếng cười kìa, trời đáng sợ quá à. Có bạn nào thấy không? Hết rồi. Ủa, biến mất luôn rồi. Ủa, nãy hình như là cái mặt của Giác với ông ta. Cái gì mà đáng sợ vậy? Ôi, trời giảm giật hết cho mình. Tiếng chuông điện thoại đó kìa. Alo, ai vậy? Chị đúng rồi, anh Mát nè. Anh Mát à? Ủa, có vụ gì à? Trời ơi, qua đây lẹ lên đi, qua nhà lẹ lên. Con quá chụp chị ở dưới nhà sao á, anh sợ quá, con anh chứ. Cái gì? Dạ em cũng. Dạ chị qua, được rồi, để em cố gắng em qua. Hình như nó qua nhà anh Mát mà mình có cái rèo nè. Giờ mình qua mình xử nó mới được. Đi nhanh lên, mày ơi. Chết rồi. Có cái gì đó trước cửa nhà Mát. Ôi, có đèn đập cửa mắt nữa. Cứu tôi với, ai cứu được mấy con khủng đó, chứ trong nhà nó ghê sợ quá. Cứu anh chị ơi, anh thấy anh chị rồi nè, chị ơi. Dạ anh kìa, em không dám lại nữa. Trời ơi, từ từ, để mình kiếm cách mình dụ nó đi mới được các bạn ơi. Để mình la lên mới được. Ở đây có thật nè, Ôi, đồ quá vậy. Ở đây nè. Nó kêu nó muốn ăn thật kìa. La lên được. À trời ơi, bớt người ta có quái vật ở đây nè. Nó đi rồi. Chạy qua nhanh mới được. Anh Mát đâu anh ơi? Trời ơi, chị ơi, trời sao có con gì mà nhìn nữa giống tô gà nữa giống Giác vậy, đi ghê quá vậy. Em không biết nữa mà sao hai người họ biết hành cái thứ đó vậy ta? Giờ thì phải làm sao trong làng này hình như còn có Nabi nữa. Bây giờ mình chạy qua bên bển thôi. Hình như mới chạy qua thôi. Cái gì vậy? Anh như nãy mình qua đóng cửa ở dưới. Anh chị ơi, ở dưới kìa, thấy nó rồi kìa. Nghe tiếng đâu vậy? Trong đây không? Đây rồi, kiếm đủ người rồi các bạn ơi. Nó chặn cái cửa đây rồi kìa. Bình tĩnh nè.
hình đâu như phải có... quái vật đâu. Đúng rồi, hình như có chuyện gì đó đối với tô gà với giác hay sao á. Đúng rồi, tự nhiên tô gà với giác nhìn thấy ghê quá à. Hay là mấy ổng có phạm lỗi gì ông ta, hay là bị cái thứ gì bí thần vậy? Không biết luôn. Giờ phải làm sao để cứu hai người họ đi các bạn. Tiếng gì kìa, tiếng gì kìa. Nó nói gì vậy? Chả viên ngọc. Chả viên ngọc gì kìa? Tôi đứng ở ngoài rồi kìa. Ủa? Ê, ơi, ơi. Có ai gì vậy? Có ai lấy viên ngọc gì không hay? Chả có thôi rồi. Ủa? Có ai? Có ai lấy viên ngọc gì không vậy? Giờ thì phải kiếm cách là bắt hai người họ lại mới kiếm được nguyên do mày ơi. Kêu ghê quá à. Ê, nó phát rồi kìa. Ê, bên nhà em có bẫy á, bên nhà em có bài cái bẫy á. Ê, mình nhớ chi có bẫy kìa. Chạy mình ơi, chạy ơi. Nhà mình sẽ lấy bẫy cho bắt hai người này lại mới được các bạn ơi. Chứ không để họ đi trong lại nha. Quay, quay, trời ra ngoài vậy. Trời ơi, chạy vô cho mình. Chạy vô nhà nè. Bẫy đâu chi, bẫy đâu, bẫy đâu, bẫy đâu. Bẫy đâu, bẫy đâu, bẫy đâu. Từ từ, nó nằm đâu trong đây nè. À, đây nè, mấy cái bẫy nhanh lên, đặt mấy cái bẫy nhanh lên chị ơi. Từ từ, đặt cửa trong trụng kìa. Anh gài vài cái bẫy trước cửa, em gài cửa sau nha. Không rồi nè. Anh mấy được chơi được chưa? Ui, nó đứng bên ngoài nó đập cửa quá trời luôn kìa. Lấy sợ quá à. Xong chưa mấy ơi? Ui, anh đi được rồi nè. Thôi nè, anh xong rồi nè. Nhìn nè. Đó, bây giờ nè, em chỉ cần đạp vào chỗ này là nó sẽ bị bẫy lên luôn. Ê, đừng có đạp vô. Vậy là coi như tạm an toàn rồi á. Đúng rồi. Thôi đi lên đây. Ui, lên rồi. Ui. Má chị, kém ta cái viên ngọc đẹp dữ vậy. Cái viên ngọc này nè. Ngọc này có phải là cái ngọc sáng á thì tôi à gọi là hồi sáng á tôi à gì ta? Gọi là đi vô kiếm nhà của bà phù thủy, tôi thấy bà đang làm với mà có viên ngọc đẹp quá à, nên tôi lấy đem về đây á. Đó, hiểu rồi. Có khi nào cái viên ngọc là cái viên ngọc mà hồi nãy người ta đi kiếm không? Vậy là Haji ăn cắp rồi. Ê, ủa. Haji là người lấy chuyện này hả? Ai da? Trời ơi, Haji kỳ quá vậy Haji. Ủa, tẹt à, ủa viên ngọc nó kiếm à. Tôi mà. Ê, ủa tới kìa, anh em không có chừng đi. Coi chừng coi nó có vô nhà không vậy. Ê, yeah, nó bị bắt rồi. Ủa, nó bị bắt rồi. Lên lấy viên ngọc trả lại cho người ta đi kìa. Nhanh lên. Rồi, biết rồi, viên ngọc đẹp của mình giờ phải bắt trả nè. Chế vậy. Rồi, đem đi trả lên, đem đi trả lên. Được rồi, để mình phải đem trả cái viên ngọc này thôi bạn ơi. Còn quái vật đi. Ok. Ê, nó phá đi vô kìa, chạy bà ơi. Ê, nó phá kìa. Chạy, anh chơi ơi. Ai chạy ở đây vậy? Trời ơi, anh chết rồi, mình lo đặt cho đó rồi. Ê, ai người làm mồi dữ ơi. Làm mồi dữ ơi, làm mồi dữ ơi. Ủa, chị ơi. Làm mồi dữ ơi, để tôi đi trả lại viên ngọc. Mình trèo lên được rồi các bạn ơi. Bà phù thủy rồi, bà phù thủy ơi. Ê, bà kìa. Cái gì đó? À, tôi tới đây tôi. À, tôi muốn xin lỗi bà, tôi lấy viên ngọc này và bà cứu mấy người bạn của tôi đây. Có hậu quả rồi bà đến đây kêu ta sao? À thôi bà, tha cho tôi đi, ta bà biến nhầm người á, tôi mới là người lấy chứ không phải là hai người kia đâu, biến họ lại mình tường đi. Vậy thì ta sẽ biến người thành một thứ gì đó. Ôi đừng biến tôi ơi, đừng tôi không trả viên ngọc đó nha, tôi đã đập á. Người dám đập sao? À, đập biến nguyên cái làng của người thành cái sinh vật kia đó. Ôi đừng. Dạ thôi. Đưa cho ta lại viên ngọc đó đi. Với điều kiện ngươi phải làm lâu lại cho ta trong một tuần. Cái gì? Một tuần đã? Bà định hành hạ tôi cái gì hả? À? Dạ. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ để cho bạn của ngươi bị như vậy mãi mãi. Rồi, tôi chấp nhận điều kiện đó nè. Đưa đây cho ta. Đè đó nè. Rồi. Phụ phép bà đi chứ bà. Không biết bà có gì ra. Ui, hình như bà đang làm phép kìa các bạn ơi. Đi được chưa vậy? Phi à, bà nói vậy. Được chưa vậy? Giải quyết xong cho ngươi rồi đó. Xong rồi ơi, chạy về thôi bạn ơi. Nhìn lên. Mọi người không biết sao rồi. Ê, có gà chó già bên tường rồi nè. Nhức đầu quá. Cái gì xảy ra vậy? Tỉnh dậy. Làm gì làm cái gì hả? Chơi ối dắt xỉu luôn rồi kia. Trời tôi gà ơi, cứu ơi vậy. Thằng hai kia nó ăn cắp. Xong rồi nó làm cho em bị tụi người ta biết anh có quái vật á. Bây giờ quýnh nó đi. Mình phải chạy trốn đi các bạn ơi, chết rồi. Đứng lại hả Chi, Tư Duy. Những bạn nào thích mình đăng những nội dung trên Facebook, hãy nhớ tham gia vào link fanpage của mình nhé. Mình để dưới phần mô tả đó. Và bạn hãy vào click vào cái lượt thích này để theo dõi những video mới.